Một bông hồng em dành tặng cô. Trời ơi, hôm nay hoa đẹp quá mấy bạn ơi. Hey, có lẽ nhiều bạn đang xem video sẽ thắc mắc một điều rằng trời ơi, tại sao anh Phong lại là con trai mà lại đi trồng hoa đúng không? Thì mấy bạn ơi, hôm nay nè, Phong đang ra ngoài trước sân nhà của Phong và Phong trồng một số cái màu hoa ở đây. Các bạn biết là để làm gì không? Là để cho ngôi nhà của Phong, ngôi nhà màu xanh yêu dấu của Phong nó sẽ gọi là trở nên đẹp hơn các bạn ơi. Cái gì vậy? Hai chỗ bực mình quá, chỗ bực mình quá. Kìa. Hello anh Dịch, trời ơi hello anh Dịch, qua đây anh, trời xin giới thiệu với anh. Đây là một đống hoa. Lô Kimbo. Sáng sớm mất trật tự làm anh không ngủ được. Leo kêu gạo gì mà sớm ghê dữ vậy? Trời ơi trời, em đang đứng đây em trồng hoa để cho cái ngôi nhà em nó được thơm và được đẹp hơn chứ có gì đâu. Ủa mà nhà em thơm nhưng mà nhà anh thối. Trời anh chứ tự nhiên anh qua đây anh quýnh em mà sao? Em đang tính khoe cho anh cái đống hoa này của em mà thôi anh về nhà đi, không khoe nữa. Hoa gì cơ? Hoa này là hoa hồng trắng á. Mày là trồng hoa trời. Hoa. Cái gì vậy? Hoa. Trời ơi. Dịch anh làm cái gì vậy? Anh có biết là đống hoa này. Hồi sáng đến giờ em đi em hái rất là khó luôn mới mua được đống hoa này không ạ? Anh nói với em biết mà. Mình là gì? Anh và em là giới tính gì? Giới tính nam. Giới tính nam thì mình phải làm sao? Phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ? Bây giờ mình cầm hoa trồng quanh nhà thứ nhất à, ảnh hưởng đến cái nhìn của khán giả với mình, nhớ người ta nghĩ mình pa đề sao? Tào lao, anh này anh phân biệt giới tính hả? Người ta là con trai hay con gái người ta cũng có quyền được trồng hoa chứ bộ, trồng hoa để làm gì? Trồng hoa để cho thiên nhiên đẹp hơn chứ có sao đâu mà anh làm như vậy hả? Kể cả thiên nhiên đẹp hơn thì cũng mất thời gian. Bây giờ thời gian em trồng một cái bó hoa nè, hai bông hoa nè, ba bông hoa, em làm được 30 clip, 30 video hả? Em quay video hết cho mấy bạn fan xem rồi. Em tự nhiên giờ em ra em thời gian rảnh em trồng hoa thì anh qua anh kiếm chuyện với em. Anh ỷ anh là trưởng team, anh muốn làm gì anh làm hả? Dù dần quá, hỏi trồng hoa tiếp. Trồng hoa. Kể cả vụ em có clip video rồi á, bây giờ em cũng phải vào nhà dành thời gian em học kiến thức, học những ngôn ngữ chuyên ngành để sau này đi giao tiếp, mình lập công ty, mình mở tất cả những thứ khác để làm cho tương lai của Hego Team tươi sáng. Anh cho em hạn là 3 ngày, nếu em không nói được tiếng Anh hoặc em không làm được cái gì đấy kỳ vĩ là anh đuổi em ra khỏi team luôn. Trời ơi các bạn ơi, ông Dịch hôm nay ông làm quyền á các bạn ơi. Ông ỷ ông là trưởng team rồi, ông bắt mình phải học tiếng Anh rồi bắt mình phải làm tùm lum la chuyện. Cái gì đâu mà học gì kỳ quan thế giới, học lịch sử, học tùm lum la để phát triển Hero Team để làm gì trời. Ông rảnh quá. Nhưng mà Dịch đáng ghét quá bạn ơi, thật không thể nào mình chấp nhận được gọi là Mr. Dịch như vậy được. Mình phải tìm cách nào đó để mình gọi là mình tìm cách nào đó mình trả thù. Trời ơi tức quá mà. Mấy bạn nghe giọng cười của mình nghe có đáng sợ không? Mấy bạn biết tại sao đáng sợ không? Là bởi vì hôm nay nè, mình vừa mới nghĩ ra được một cái màn tròn khá là hay để mình dùng trả thù Mr. Dịch mấy bạn ơi. Mấy bạn biết trả thù bằng cách nào không? Thì hôm nay nè, mình sẽ làm một cái màn tròn, đó chính là mình sẽ đóng giả làm anh Mr. Dịch, cải trang thành anh Dịch để mình gọi là đi tròn cái thành viên của Hero Team để khiến cho mọi người ghét anh Dịch luôn nha. Bởi vì sáng nay anh Dịch đã phá hủy cái ngôi vườn hoa của mình thật tức ơi là tức luôn mà. Mấy bạn biết cái vườn hoa đó mình phải trồng biết bao nhiêu ngày nó mới gọi là hoa đẹp đến như vậy không? Thì để thực hiện được cái màn tròn này nè, để hóa trang được thành anh Dịch á, thì đầu tiên mình cần phải làm cho anh Dịch biến mất khỏi thế giới này. Ủa bạn nghe ghê không? À mà biến mất khỏi thế giới không phải là mình nhào vô mình giết Dịch đâu nha bạn nha, không phải đâu nha, mà là mình sẽ gọi là đào cái hố ở trước nhà Dịch. Đây mình sẽ đào cái hố trước nhà Dịch nha. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đào ở dưới đây thêm một gọi là sâu hơn tí nữa nha bạn nha. Đó, đào xuống dưới cho nó sâu hơn này nè. Phải càng sâu càng tốt nha bạn nha. Sau cái này được chưa ta? Cỡ này thì té xuống ở đây là chưa đủ để ngất xỉu đâu. Làm sao cho Dịch té xuống mà Dịch xỉu luôn á thì lúc đó mới thành công bạn ơi. Đây ok. Rồi, sau cỡ này là được cái này đấy. Té từ trên kia xuống dưới đây mà không xỉu á ha thì chắc Dịch cũng là Superman luôn rồi đó. Ok bạn ơi. Rồi, cái hố đã đào xong. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần chờ Dịch sập bẫy thôi bạn ơi. Ui trời ơi bạn coi kìa, cái hố nó sâu gì đâu luôn á trời. Kiểu này mà Dịch té xuống đây ha là Dịch bảo đảm là ngất xỉu luôn bạn ơi. Ok để mình coi ông Dịch ở đâu ta. Trời ơi, hôm nay làm việc vất vả quá ta. Trời ơi, đói bụng quá. Đi kiếm gì ăn cho nó no bụng coi. Bực bội thịt chứ. Khí trời mát quá. Trời ơi.
Trời ơi bạn ơi, té xuống dưới hố luôn các bạn ơi. Trời ơi là trời. Này thì cho cái tật tham ăn nè, lo đi kiếm đồ ăn mà không để ý là té xuống hố luôn các bạn ơi. Ai thấy chưa, thấy chưa, chết chưa. Này thì hồi sáng nay dám phá em hả? Ok rồi, lắp lại luôn, nhốt dịch dưới đó tạm thời các bạn ơi, tạm thời nhốt dịch dưới đó. Ok rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện màn tròn thay nào các bạn ơi. À ơi mà khoan, nếu như bây giờ mình muốn biến thành dịch á thì mình phải gọi là có skin giống như dịch mới mới được các bạn ơi. Nhưng mà mình thì làm gì có tiền để nạp vào xu mà có tiền để gọi là biến thành dịch bây giờ. À không sao, để có tiền mua được skin rất là đơn giản, mình sẽ hướng dẫn cho bạn tải một cái app này về để có thể có được tiền nạp vào game Mini World nha. Ok ok, đây đây, mượn máy tính của dịch nạp luôn. À nếu như mấy bạn muốn có những bộ skin thật là đẹp ở trong game mà mấy bạn không có tiền hoặc là không có thẻ để nạp vào game thì rất là đơn giản thôi, mấy bạn hãy cần tải ngay app báo hay 24 giờ về để có thể nhận được thẻ cào điện thoại miễn phí nha các bạn nha. Các bạn chỉ cần đăng nhập vào trong app thì ngay lập tức mấy bạn sẽ được nhận 5.000 xu, và cái xu này sẽ giúp cho mấy bạn có thể sử dụng để đổi ra thẻ cào điện thoại đó nha. Và sau đó mấy bạn chỉ cần chọn một bài báo nào đó mà mấy bạn cảm thấy thú vị và thấy thích bài báo đó, mấy bạn hãy bấm vào trong và đọc thử bài báo đó. Trong lúc đọc thì mấy bạn sẽ nhận được xu luôn á nha, rất là thú vị luôn. Còn nếu như mà mấy bạn không thích đọc báo thì mấy bạn cũng có thể xem video để nhận xu luôn nha các bạn nha. Thì ở trên app báo hay 24 giờ có rất là nhiều những video khá là thú vị để cho các bạn tha hồ mà lựa chọn luôn. Chỉ cần xem video là nhận được xu thôi, rất đơn giản. Hoặc là đơn giản hơn nữa là mấy bạn có thể mời bạn bè tải con app này về thì ngay lập tức mấy bạn sẽ nhận được 30.000 đồng nha các bạn nha. 30.000 đồng cho mỗi người, mỗi lượt tải về thì bạn có thể đổi 30.000 đồng này ra thành tiền mặt hoặc là đổi thành thẻ cào để các bạn có thể sử dụng được luôn. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ thử rút tiền ra cho các bạn xem thử nha. Thì hiện tại bây giờ mình đang có 345.000 xu nè, mình sẽ đổi thử một cái thẻ cào điện thoại 10k nha. Đấy, thấy chưa, đã đổi được thành công rồi này, đảm bảo là rút thành công 100% nha các bạn nha. Và link tải app mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả và phần bình luận nha các bạn nha. Còn chần chờ gì nữa mà không tải ngay app báo hay 24 giờ về để đọc báo và kiếm tiền cùng với mình nào các bạn ơi. Let's go. Rồi đó mấy bạn ơi, bạn thấy chưa, mấy bạn chỉ cần tải ngay cái app báo hay 24 giờ về là mấy bạn sẽ có được ngay thẻ cào điện thoại hoặc là có tiền để bạn nạp vào trong game Mini World và mua bất cứ skin nào mà bạn thích nha. Đấy, thấy không? Ok, bây giờ mình đã có tiền rồi nè, bây giờ mình sẽ ngay lập tức mua cái skin của dịch nha bạn nha. Bạn hãy xem đây, ôi biến hình chà, đó mấy bạn thấy chưa, bây giờ mình đã biến thành anh Mr. Dịch rồi nè bạn ơi. Ok, ngay bây giờ mình sẽ đi cho cái thành viên của Hero Team nha. Ồ mà khoan từ, để xem coi anh Dịch có tỉnh dậy chưa ta. Ông đang nhìn lên trên đây. Không sao, mình cứ nhốt ổng bên dưới đi, ổng sẽ không biết gì đâu bạn ơi, cài ổng đi. Ok ok rồi rồi à. Ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm một người nào đó để mình cho nha bạn nha. Ồ, mấy bạn ơi, ở bên kia đang có mèo Simmy các bạn ơi. Cho mèo Simmy thì quá vui luôn bạn ơi. Ok ok, để mình chạy qua nha. Simmy ơi, Simmy. Ủa anh Dịch hả? Anh nha, trời ơi lâu lắm rồi chưa thấy anh Dịch qua quạt em luôn á. Ôi trời ơi bạn ơi, Simmy gọi là tưởng mình là Mr. Dịch đấy bạn ơi. Ok, và đã thành công được bước 1 rồi. Bây giờ đến bước tiếp theo là John hả bạn ơi. Ok ok. Sim ơi, Sim. Hôm nay tôi quên. Mình đang đóng giả là Mr. Dịch cho nên mình phải xưng bằng anh, tại vì mình lớn tuổi hơn Sim. Đúng rồi, quên. Hôm nay anh qua đây để gọi là muốn mua một món đồ ăn ở trong quán của em. Quán em có món gì ngon không? Trời đất ơi, còn em cái gì có hết trơn, mời anh ngồi. Trời đây khách quý. Okay. Mời ngồi. Rồi bây giờ em sẽ đem những món tiêu biểu nhất của quán em cho anh ăn nha. Rồi ok, nhanh lên, đói bụng quá nè. Nhanh lên, đói bụng quá. Chính là bánh Nhật, đây chính là bánh cookie sô-cô-la, món quái khẩu của em luôn á. À, bánh này là bánh cookie hả? Bánh cookie là bánh gì nghe lạ quá ta. Trời đất ơi, thì nói chung em pha chế mà, anh căng tự đi ngon lắm luôn. Ok ok, nhìn thấy có sô-cô-la thấy ngon rồi nè, ok thử nha. Nhầm. Trời ơi là trời. Trời xong xỉu luôn. Trời ơi. Trời ơi là trời. Cái gì đâu mà cái bánh gì đâu mà nó dở ẹt vậy trời. Không thích. Dẹp đi. Trời gớm quá. Dẹp đi. Ủa anh không thích hả? Không thích. Cho cái bánh nào mới ngon hơn đi, nhanh lên. Sao nên dịch cười vậy ta? Không sao, em còn món thứ hai. Đây, pizza 4 mùa đó. Món anh rất là thích luôn. Em biết anh lúc nào cũng rất thích ăn pizza. Pizza nè, này thì pizza nè. Có biết là anh đang giảm cân không hả? Anh đang giảm cân, anh đang kiêng ăn phô mai. Mà nghĩ sao lại cho anh ăn pizza? Pizza quá trời phô mai luôn á, biết không? Hả? Dẹp, không có ăn gì đó. Dẹp, lấy món khác, nhanh lên.
món khác hả? Đúng rồi. Sao nhịt cười à? Thôi em có món này, này món trắng miệng nè. Đây giảm cân mà còn gọi là ngọt ngào nữa đây. Đó, trà giảm cân cùng với bánh giảm cân. Đó, rất là trà giảm cân với bánh giảm cân. Nghe cũng được chứ, để ăn thử coi. Nhầm. Trời. Trời ơi, gớm quá là trời ơi là vậy. Cái trà gì đâu mà đắng ngắt ngắt. Trời ơi, cái bánh gì đâu mà ăn gì đâu mà nó nhạt nhách dở ẹt. Ủa thì phải giảm cân thì phải đắng phải là không được chứ. Không cần biết. Trà là phải ngọt, bánh cũng phải ngọt chứ đắng ngắt gì ai mà ăn được. Không cần biết, trả luôn nè. Thôi trời ơi trời. Anh nói cho Sim nghe nè, cái quán của Sim bự như thế này mà bán tàn mấy món gì đâu mà dở ẹt, cho nên là thôi không thèm đâu, không thèm đâu. Anh quyết định hôm nay anh quyết anh mình quên tên gì ảo à, anh à, hôm nay anh Mr. Dịch quyết định là sẽ tịch thu luôn cái quán này. Hả? Ủa gì kỳ vậy? Từ trước giờ là em bán này gần cả gọi là mấy gọi là gần một năm trời, tự nhiên bây giờ anh bảo là em dẹp là như thế nào? Alo. Hả? Alo cái gì mà alo? Anh là trưởng team của Hero Team. Cái làng Hero Team này là làng của anh. Đó, anh muốn làm gì anh làm, anh muốn xử lý hay nào anh xử lý, hiểu không? Anh giống như là công an ở trong làng Hero Team vậy đó. Anh quyết định tịch thu cái quán. Ok, thu luôn. Đem về hết. Đem về hết. Hả? À, đồ của em. Vậy anh làm gì vậy? Anh dệt quá đáng quá. À. Quá đáng cái gì mà quá đáng? Anh là anh có quyền quyết định mọi thứ, bởi vì anh là trưởng team. Thôi. Trời đất ơi. Trời anh nghĩ anh trưởng team anh có thể bắt nạt được em hả? Ủa rồi sao? Nghĩ sao không bắt nạt được hả? Lấy luôn cái bảng luôn, lấy cái bảng đem về. Đấy, ok. Hay, bây giờ nè, tịch thu cái quán thì thấy nhẹ quá không có xứng đáng. Anh nghĩ rằng anh sẽ tịch thu luôn ngoài nhà luôn. À, đó nhà của bé Minh tặng cho em mà chẳng lẽ anh tặng quà cho em xong anh đòi quá hả? Hay gì? Ai, anh không nhẫn mà tịch thu cái ngôi nhà của bé Mưa mà anh tịch thu luôn cái ngôi nhà của em luôn á, chị đùa hả? Ok, lấy luôn ngôi nhà bé Mưa. Ngôi nhà của bé Mưa. Lấy luôn. Đấy, ok. Rồi, nhà của em hả? Anh tịch thu luôn ấy, vô nhà coi coi. À, vàng PC hình con sắp của Kairon hả? Đập luôn rồi, vàng PC. Quá đáng vậy, là trưởng team mà. Ừ, trưởng team cho nên là anh có quyền quyết định, hiểu không? Đó, đập luôn vàng PC của Sam luôn, của Simmy luôn, đẩy đập ra. Ok rồi. Nè, anh trả em vàng PC nè, đem về đi. Đó, nè, trả nè, đem ra ngoài đường xài đi. Cái nhà này coi như là nhà của anh. Ok. Hiểu không? Trời, em không ngờ anh Dịch là một con người quá đáng như vậy. Được rồi, em sẽ bỏ làm ra đi luôn. Em ghét anh. Ha! À, dạ. Ê mấy bạn ơi, mình cho anh vậy có hơi quá đáng không ta? Nhưng mà không sao đâu, mấy bạn yên tâm nha. Mình chỉ cho anh vui vui vậy thôi. Một tí nữa mình sẽ qua mình giải thích cho Simmy hiểu, và Simmy sẽ hết buồn rồi, mấy bạn yên tâm nha. Trời ơi trời, người trong team mà lâu lâu cho nhau xíu có gì đâu, đúng không? Ok, mấy bạn cứ yên tâm, không lo Simmy buồn nữa nha. Ok, rồi, bây giờ mình đã thực hiện xong kế hoạch. Mình đã khiến cho Simmy ghét anh Dịch rồi. Bây giờ tiếp theo nữa là chỉ cần anh Dịch xuất hiện trước mặt Simmy là Simmy sẽ gọi là quýnh anh Dịch. Đấy, anh Dịch lúc đó sẽ không dám làm gì hết mà chỉ dám chạy thôi, và sẽ bị đánh sắp mặt luôn. Ok. Hay, về nhà ngủ bạn ơi, vậy là xong việc rồi. Trời đất ơi, nguyên một ngày trời bị chôn xuống người dưới hố sâu như 18 tầng địa ngục, không nhìn thấy ánh mặt trời đâu. Chắc chắn vụ này chỉ có thằng Phong thôi, nó cay cú mình, vụ mình gọi là chặt mấy bông hoa nó để nó trả thù mình, phải không? Mà mình một kiếm được Phong nhá, mình đập cả luôn. Phong ơi, mày đây, đâu coi Phong ơi. Mất chào. Kim, mày, quỳ, em có thấy Phong đâu không? Kiếm nó anh quấn nhau nó chơi coi. Mày chơi tao. Bây giờ anh còn hỏi câu đấy trước mặt em hả? Hả? Nhưng trước anh em có ai để hỏi đâu, anh thấy mỗi em để anh hỏi thôi. Anh có biết là hôm nay anh đáng ghét đó không hả? Ủa? Sao tự nhiên gặp nhau lại kêu anh đáng ghét, anh làm gì sai đâu trời? Bây giờ anh còn giả bộ không biết gì hết trơn hả? Được, anh hay lắm. Ôi, nó bắt chị nè. Từ xếp anh, con sẽ bình tĩnh nói anh.